Có bi cái bi cho bom, nhưng mà lúc đấy mình phải ghép luôn. Nếu mà đợi con bom ra thì chắc là trò chơi kết thúc. Cái lúc mà mình lấy đồ ấy là mình chưa có con bom. Đúng rồi, bỏ rồng ra rồi phải thử một ván ấy, không dám bán đi. Thử ván xem là có Dark Spirit nó có mạnh hơn không. Nhưng mà cảm giác không mạnh bằng là phải cho rồng bằng ngay. You can't turn back the tide. Cái lúc mà đầu game là mình đã để dành một cái BKB, một cái xung kích với cả một cái trượng phép thuật để cho cái con bom rồi. Nhưng mà đợi mãi nó không ra. Đến cái lúc sắp chết rồi ấy là phải dẫy thôi. Lấy hết đồ ra cho con Drow, cho nó cánh kèo, nhưng mà không. Sai. Sai lầm đấy. Định là không lên 10, sau đó dừng lại ở 9 để roll ấy. Lượt này, game này cũng vẻ như là có thật không? Cho một cái món đồ nào lợi hại một chút đi nào. Ô nhưng mà không ghép được đồ á. Búa lan cơ. Ngọc lé tránh với cả cái gậy. Gậy gỗ thì assassin nó mới ngon. Hay chơi phép. Hay chơi phép nhỉ. Xung kích luôn à. Có chơi phép không? Từ đã. Chưa biết. Chơi mết à? Mết rồng. Mết thì sợ assassin phết đấy anh em ạ. Chuyện này chơi mết cũng được nhá, có ma lăng sẵn, có xung kích từ đầu. Để mình xem là họ chơi những cái gì. Ở đây có vẻ như là có một người sẽ chơi mết ở đây này. Hai người chơi mết rồi. Đây là một này, hai, mình là ba, ba người chơi mết. Thằng này chưa tính, cái thằng này là chưa biết là chơi gì. Nhưng mà nếu mà có bốn người chơi mết thì cũng hơi bị kinh khủng quá. Chơi 4 người chơi mết thì chỉ có làm mồi cho bọn assassin thôi. Nghe chừng có vẻ giống là như thế thật đấy.
Nghe chừng là có vẻ giống một chơi mết thật. Chơi mết thì lại bắt chiếc anh bạn vừa lấy vậy. Chơi cuối game, nếu mà chơi được đến late game thì sẽ chơi bộ Wizard kết hợp với cả Spirit. Hai round nữa mới đến round round 9. Từ bây giờ đến round 9 không biết có giữ được cái win streak này không. Thôi lượt này không làm gì cả. Rao sau up level là có 3 mét vào trong rồi. Bán con này đi. Ê, gặp bọn ẹp. May con tabu là mới 1 sao đấy. Ngon rồi. Khởi đầu thuận lợi. Mấy cái bạn ở trên này bám top hơi lâu rồi đấy. Thật. Xuống đi. Rồi. Đã đến lúc rồi các bạn phải xuống đi chứ. Ngon. Thế là một mình bám top. Ngon rồi. Ui đúng rồi, chơi mết rồi. Gấu thôi không tham anh em ạ. Gấu cho sớm đi cũng hay đấy, nhưng mà thôi không tham. Ôi thôi chết rồi. Gặp thằng này thì lại toang. Ai chơi phép. Có toang không? Không, không, không. Chưa. À thằng này chơi ép, thằng này chơi ép, mình chơi phép thì cũng sợ nó burn mana thế là không tu bổ trưởng thôi, nhưng mà thôi không sao, ăn được rồi. Thêm một con rồng nữa này. Thôi từ từ đã, chưa có con Puck. Bao giờ có con Puck rồi tính chơi rồng. Bây giờ cũng hết slot rồi mà, mua con này vào nó chỉ có tốn tiền thôi. Nó không có slot cho vào đâu. Đã chơi mết thuần thì là phải chơi như thế. Tí nữa nếu mà không có rồng thì mình sẽ không chơi rồng nữa cũng được. Có tinh thạch ma lăng. Chắc là mình sẽ lấy cái giáp luôn. Lấy cái giáp luôn đi.
con này để đây tránh bọn Assassin nó bớ vào con Flaming Wizard. Ui, gặp bọn này thì mạnh quá nhá. Sao tự nhiên có thằng ở đâu ra mạnh thế này? Rôn à? Rôn hết tiền hả trời? Sao mạnh vậy? Nhưng mà vẫn không ăn được tớ. Rồi. Did you drift away again? Thôi bài này top 1 rồi, không được top 1 mai em donate cho anh 50k, cảm ơn em nhá. Chắc gì ở top 1 em? Chưa chắc, chưa chắc. Lên 7 là chơi được 6m. Lên 7 là chơi được 6m. Cho này vào đi. Một xòe quạt. Được của nó. Rồi. Có lẽ là không được sờ đến con rồng đâu. Con Park bây giờ nó cho mình một con vào giai đoạn đầu game ấy. Sau đến cái giai đoạn này là vẫn chưa cho mình thêm một con Park nào. Có lẽ là sẽ không chơi rồng luôn. Bây giờ vứt mẹ hết xong rồi chơi 6m luôn nhỉ anh em nhỉ? Hợp lý chưa? Đến giai đoạn này là đã anh em đã thấy là nó hợp lý chưa? Hợp lý chưa khi mà lại gặp Assassin? Hợp lý chứ? Hợp lý chứ? Rồi. Có, vẫn hợp lý, vẫn hợp lý. Sáu mét rồi. Hiện tại thì chưa có nhà, chưa có một cái nhà nào là nó chơi cẩn thận đến nỗi mà nó thêm một cái con Marine vào cả. Nên là bây giờ là chùm rồi đấy. Top 1 sang tên anh luôn 50k, cảm ơn Double D nhá. Xem nào. Bây giờ thì cứ up lên, chắc là mình round 15 là mình lên 8 luôn để cho Spirit vào. Con này lên đây. Có thêm Spirit vào đã. Bởi vì bây giờ chưa có tăng cơ ấy, cái con này nó 2 sao thì nó cũng không phải tăng nhiều lắm. À quên một cái mình muốn cảm ơn một bạn. Hôm trước là bạn có donate cho mình nhưng mà nó không hiện. Mà nó bạn donate vào Momo nên là mình chưa có dịp mình cảm ơn. Bởi vì từ cái hôm livestream hôm trước đến hôm nay là mình cũng chưa có livestream để cảm ơn bạn được. Trận này mình sẽ cố gắng được top 1 để mình có thể up cái video clip này lên cũng như là đồng thời cảm ơn bạn. Từ từ để mình xem là bạn nào. Có một bạn hôm trước, bạn Duy Mãi thì mình cảm ơn bạn Duy Mãi rồi. Còn một bạn nữa là bạn xem nào. À bạn Hoàng Minh Anh, rất là cảm ơn anh em nhé. Hoàng Minh Anh đã donate cho mình bắt phở hôm trước. Mình chưa kịp là live stream để cảm ơn anh em. Hôm nay mới có thời gian để live stream. Rất là cảm ơn người anh em Hoàng Minh Anh. Xung kích luôn chứ còn gì nữa. Chọn đúng bài thế là coi như là cứ thế mà lên thôi. Chính xác là như thế. Hôm nay thì hình như là có 2 trận top 1 thì phải.
Thôi lên 8 luôn. Mà mạnh tay ấy, có khi lên 9 luôn ấy chứ nhở, anh em nhở. Lên 9 luôn, tìm mấy cái con co. Kunka, Kunka chưa lấy chứ phải không lấy nhá, tí nữa. Làm gì đã có slot mà lấy. Ui kìa, già ơi, sao lại như thế. Con già Sida thế nhờ. Thề. Kìa. Ồ, vẫn được. Vẫn được anh em ơi, vẫn chưa mất win the trick. Vẫn đang giữ được chuỗi. Con Kunka nó sẽ là cái slot sau cùng anh em ạ. Chưa cho được vào đâu. Còn phải cho tìm Storm Shaman nữa cơ. Đây rồi. Ờ thế thì, thế thì 4 Spirit luôn chứ còn gì nữa đúng không anh em. Thế này thì 4 Spirit thôi. Tầm này thì tớ nói chuyện với các cậu là sẽ có 4 Spirit. Nói chuyện bằng 4 Spirit với cả bọn Assassin. Ốc yếc các thứ ra hết đây nhá. Nhưng mà cũng chỉ có hai thằng Assassin. Một, hai, ai chả. Hai người chơi mết. Cứ kiểu bình tĩnh, Tabu ơi. Bình tĩnh. Thế thì không có slot cho Kunka đâu em ạ. Storm Shaman là chắc chắn là phải có. Để counter lại mấy cái thằng chơi mết. Chắc chắn phải có một slot. Trừ khi là thằng chơi mết chết. Ôi cứ dí cấp dần dần thôi. Lên 10 roll. Chơi như này thì lên 10 roll nhá anh em nhá. Chả việc gì phải roll sớm làm gì cả. Cái này sẽ cho con Dust Spirit này. Hoặc là Storm Shaman. Nhưng mà mình thì mình ưu tiên cho Storm Shaman nhiều hơn. Wow, khỏe thế, mất chuỗi rồi. Thôi, cũng được. Đến cái giai đoạn này thì mất chuỗi thì nó cũng là bình thường thôi. Chưa form được đội hình mà. Bây giờ phải lên trên cao nữa, tìm bom các thứ cơ. Không chơi rồng nên là chắc là Park không lấy luôn. 9 rồi. Cho thêm một con nữa vào đi. Hai xoẹt cho nó máu. Tầm này cứ từ từ lên 10 thôi anh em ạ. Không việc gì phải vội đâu. Thậm chí là mình vẫn ăn được bình thường. Mình vẫn rất là mạnh. Ở đây mình vẫn rất là mạnh. Chỉ thua bọn Assassin thôi. Quả trứng này sẽ đợi cho Dust Spirit thôi. Không có dùng. Ơ kìa. Tự nhiên lag. Quả trứng này nó sẽ liên quan đến rất nhiều con. Dust Spirit rồi thì Storm Shaman. Cấm đánh chắc là phải giữ để lấy cái cấm đánh. Lượt này mình chưa lấy cái đồ vội anh em nhé. Mình đợi cho cái lượt round thứ 26 mình lấy đồ sau. Lấy Kunka vào đấy.
thêm một tí gọi là con Kunka thì mình sẽ có thêm cái hiệu ứng của con human, hiệu ứng human cũng được. Thằng này đã có stop Saman rồi này, nguy hiểm. Thằng này nguy hiểm, chơi God Mate. À, khá là nguy hiểm. Vai lướt vậy, lướt cái kiểu gì thế? Kunka chắc là không cần đâu. Cái con Water Spirit có lẽ là mình sẽ bỏ ra để mà mình tí nữa mình dùng. Bây giờ á, tạm thời là chắc là phải bỏ Medusa vào trước thay cho con Kunka này, tìm Medu. Water Spirit thì late game chơi với cả Assassin thôi, bỏ tạm một cái slot ra ngoài, sau đó chơi để chống những cái bọn mết đã. Chết rồi, Godmate là chết rồi, Godmate chết rồi. Ở đây là sẽ có hai nhà có cái con Storm Shaman, mình vẫn chưa có. Đấy. Kunka này không chơi nhá, bỏ. Chống lại mết đã anh em ạ. Bây giờ mết nó đáng sợ hơn. Cái này mình vẫn chưa, mình giữ lại cho con Storm Shaman nhá anh em nhá. Tí có Storm Shaman là bỏ Water Spirit ra, xong rồi chơi Storm Shaman. Đấy, chơi được bọn mết luôn à. Chơi được cái thằng đang 12 win the trick. Chơi được mà. Thằng này nó nguy hiểm nên là phải chơi trước. Cẩn thận chơi với bọn mết, còn những cái thằng xin ấy sau này tính sau. Bởi vì thực ra có hai con này này. Hai con thuộc hệ Spirit là mình có thể chơi được xin rồi. Ở đây mình có rất nhiều disable Medu rồi thì Tsunami nên là mình cũng không sợ lắm đâu. Mình không sợ lắm đâu. Con này thay cho con rớt, tí roll ra con rớt thì thay vào là xong. Cái con rồng thì sẽ thay vào con rớt nhá anh em nhá. Tức là gọi là tối thượng của mết rồi đấy, không còn phải mạnh hơn được rồi. Bom này. Ha,
Đây rồi. Thế thôi, con này không nuôi nữa. Ồ, nhưng mà đang thiếu slot. Cho con thay hai cánh kèo vậy. Cho Water Spirit ra tạm thời, sau đó cho con này vào. Con này chắc là phải roll lên 2 rồi mới cho vào nhỉ anh em nhỉ. Bây giờ roll con này lên 2. Burning burst fire. Ash, ah. Thực ra thì cũng chưa cần, thôi từ từ đã. Con này nó phải lên 2 là mới khỏe. Cho hàng Spirit nó tăng cơ nó vẫn khỏe hơn. Dash Spirit cho xuống dưới đi. Có bom tí chơi với cả bọn ẹp này. Bọn ép này tí mà nó mạnh lên ấy thì mình sẽ có bom để mình chơi với bọn nó. Để xem là đối thủ cuối cùng nó là cái con gì đã. Từ từ. Từ từ đã anh em ạ, đồ từ từ đã. Vẫn chưa lên late game mà, nên là cứ từ từ đã. Máu còn 78 máu, chưa cần phải lắp đồ đâu. Để xem cái đống đồ này cho con nào nó hợp lý nhất. Dark Spirit nếu mà cuối game nó chơi với Clay. Còn nếu mà cuối game chơi với Mate thì rõ ràng cái này nó sẽ phù hợp với một con Storm Shaman rồi. Nên là vẫn phải từ từ thôi. Đánh từ từ thôi. Ơi em, có gì em cứ nói đi, đừng ngại. Xin thì bây giờ xin lởm anh em ạ. Xin lởm nên là chắc là Spirit bỏ thôi nhỉ. Tầm này thì không phải là xin gọi là 6 Assassin nữa, mà chỉ là 3 Assassin thôi. Thì chắc là cũng không cần thiết là phải chơi 6, à chơi 4 Spirit đâu. Thay vào đấy là một quả bom thì nó lại tuyệt vời luôn. Trời ơi, cho bom vào đúng vào vị trí của con AM. Thôi con này bán thôi. Mấy con Assassin dởm thì thôi, không cần. Assassin mà chơi 3 con thì làm sao mà kết liễu được cái hàng dưới của mình. Mình là người có tiền. Hả? Đây rồi. Chưa ra được con rớt nhỉ? Nếu mà ra được con rớt thì là thay cho con rồng thì ngon. Mạnh nhất luôn. Mà mình còn đang nghĩ là có khi không cần Storm Shaman ý. Bom là gánh kèo luôn. Đây rồi. Có giáp cuối không? Có giáp cuối luôn này.
Giáp cuối cứng lắm. Ơ kìa. Được. Mình là người có tiền mà anh em. Máy bay thôi nhá. Con này chắc là cũng thôi. Tầm này cần gì Storm Shaman nữa nhỉ? Thôi thế đồ cho bom. Đồ cho bom. Trượng thần bí cho già cho bom nhỉ, cho già đi bắn cho nó khỏe. Trận này thậm chí nó không có cấm đánh luôn. That's a spirit high. Ê. Chưa. Giật cũng kinh ấy, nhưng mà chưa, chưa ăn thua. Udas Spirit nữa này. Có khi nào lùi lên 3 không? Thế thì lại vui quá. Một con Storm Shaman nữa cho con, thay cho con bom. Ui dồi. Khá mạnh. Mình sẽ cho Storm Shaman vào chơi. Bom không lên được 2 thì sẽ phải vứt đi thôi. Tạm thời cho đồ cho bom đã. Bây giờ mình vẫn chưa có cấm đánh đâu. Ở đây có cái hack này. Lấy được thêm một cái hack nữa. Đây rồi, Storm Shaman rồi. Thôi, con này sẽ vào. Để chắc chắn là có thể giải quyết được tất cả. Chia ra mỗi con một cái. Thế thôi. Đơn giản thế thôi. Úi giời, thằng nào gặp mình thằng ấy chết. Úi, thằng này vẫn sống này. Tại sao? Gia lý. Để đấy. Bây giờ tao run ra Siren 3 với cả Dark Spirit 3 chơi với mày. Đây rồi. Đây chứ còn đâu nữa. Đây,
Đứng nó phải đứng như này. Đứng như này. Đấy. 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 Đứng như thế. Tụm hết vào như này. Cậu chơi tớ hộ cái. Này thì siêu mết với tớ. Mết rồng không ăn được đâu. Tuổi. Một. Úi dồi ôi, 21 máu. Đã Spirit 3 nữa nhở? Cho nó máu đi. Roll nào. Từ sau khi là đối thủ toang. Láo với chúng tôi. Láo với chúng tôi à? Ui. Ê ê ê, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Chưa chưa. Chưa đâu. Chưa đâu. Rồi. Đây rồi, lại đô. Lại có đô. Ôi trời, quên lại không ghép cái cấm đánh rồi. Thôi được rồi. Ôi chết rồi, thế là phải kết thúc trận đấu ở cái lượt này à? Chán thế. Thôi được rồi, cố luôn ra con rớt 2 vậy. Thôi 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 thôi. Đi la 3 vậy. Đi la ơi. Thunder Spirit 3 vậy. Ô kìa, chết rồi, bỏ quên một con. Trò chơi kết con nhà bà Thúc. Ơ kìa, không phải, không phải, không phải, không phải. Chưa, 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 chưa. 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 Ơ, kết thúc thật. Kết thúc thật chứ còn gì nữa. Rồi. Easy. Vẫn chưa kết thúc. Vẫn chưa kết thúc anh em ạ. Vẫn kéo được tới round thứ 41. Nhưng mà lần này mình không có chuyện mình xếp như thế này đâu. Này tớ lại nói cho các cậu luôn là tớ như thế này mà tớ chơi luôn này. Để xem cậu ăn tớ kiểu gì. Cứ thế này thôi. Anh em hiểu không? Lấy em bỏ sót mất một con Lila. Sót mất một con Lila mất. Ờ, bố xét. Búa sét không ngon bằng cái này đâu. Như này này. Ôi, trò chơi kết thúc. Kiểu gì? Chỉ ở bên đấy thôi gì? Ui rồi ôi, thôi 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 thôi. Trò chơi kết thúc rồi. Xong. Chơi anh em có anh em bảo là sao thằng kia không kẹp Laga vào ấy thì chơi cửa lai không ai kẹp Laga vào bạn ạ. Chơi cửa lai ai đi kẹp Laga, anh em xem chắc là anh em mới vào xem đúng không? Anh em chưa xem cái trận vừa nãy mình chơi cửa lai đúng không? Mình chơi với mết mình có phải kẹp Laga vào đâu. Mình vẫn chơi được nó mà. Mình vẫn đập nó như con luôn. Vấn đề ở đây, đây nó là cái bộ siêu led của mết rồi. Bộ tối thượng của mết rồi. Nên là có kẹp Laga vào thì cũng không ăn được. Nhá. Thôi đi ngủ anh em ạ. Tầm này 4 giờ rồi, chắc là hôm nay chưa lên được kinh đâu. Mai hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhá. Hôm nay là có 3 clip rồi chứ không phải là có clip rồi. 3 trận top 1 rồi anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream ngày mai 9:30 nhá. Tạm biệt anh em. Bye bye.